các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp và truyện ma bắp độc với câu chuyện ngủ cùng người chết của tác giả Thảo Trang. Ở tập trước, nhờ vào kiến thức hóa học của mình mà Linh đã tiếp cận và nói là có thể thân hơn với lại em của anh Bao. Bởi vì ban đầu kế hoạch của Linh là để cho gia đình của anh Bao tin tưởng và sau đó thì Linh sẽ dễ dàng bỏ trốn. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ bác sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Tôi nằm xoay người về phía cửa sổ. Từng cơn gió lạnh ngoài trời quất vào cửa kính, hệt như những vết dao sắc lẹm cứ vào trong lòng tôi từng hồi. Tôi chờ đến khoảng 5 giờ sáng thì mon men ra đứng ở cửa sổ. Độ chừng 10 phút sau, chuyến xe bus đầu tiên của một ngày dừng trước cửa nhà. Tôi lập tức nhớ thật kỹ mốc thời gian để tiện cho việc bỏ trốn. 2 tiếng đồng hồ sau đó, tôi được oanh dạy làm há cảo. Ở Việt Nam không mấy người ăn món này nên tôi cũng chẳng biết nhiều. Oanh vừa làm vừa thủ thỉ với tôi rằng Bao sẽ đối xử tốt với tôi như thế nào. Tôi đoán rằng người phụ nữ này muốn nói đỡ cho người thân của mình nên mới cất công như vậy. Tôi không đáp lại, cũng chẳng tỏ vẻ đồng tình. Từ tối hôm qua, tôi đã quan sát nhưng thấy Oanh không hề có điện thoại bên người. Thêm nữa, cô ta cũng chẳng nhớ đã nói những chuyện gì với tôi vào đêm qua. Bao đã ra khỏi nhà từ sớm. Đứa em gái thì đang kỳ nghỉ đông nên trốn biệt trong phòng. Bà mẹ không thấy đâu. Khi tôi đang giúp Oanh đặt cái sửng hấp sủi cảo lên bếp thì Bao trở về. Anh ta nói với tôi vài câu. Tôi không hiểu bèn quay ra nhờ Oanh giúp đỡ. Gương mặt cô ta sáng lên rồi nói với tôi. Nó bảo mày chuẩn bị đi. Nó sẽ đưa mày ra chợ mua quần áo. Tôi nghe mà hơi giật mình, bèn hỏi lại. Chị nói gì cơ? Chợ nào? Anh lập tức cười. Sướng nha, tao đã bảo rồi mà, mày cứ yên tâm ở lại đây. Trong lòng tôi khấp khởi, muốn được đi ra ngoài để nghe ngóng tình hình. Thế là tôi vội vàng rửa tay rồi buộc tóc lên thật gọn gàng. Bao lấy chiếc khóa cửa trong túi áo khoác rồi lần lượt mở cửa. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu. Bóng lưng che hết tầm nhìn làm cho tôi phải dịch sang bên một chút để nhìn cho kỹ. Sâu chìa khóa rất nhiều. Chiếc chìa khóa màu bạc dùng để mở khóa cửa ở trên, còn chìa khóa màu xanh lam dùng để mở cửa dưới. Cánh cửa sắt vang lên kẽo kẹt khi được mở ra. Sau đó chúng tôi bước xuống cầu thang chật hẹp. Bậc cầu thang này có tổng cộng 17 bước. Sau đó phải đi ngang qua tiệm chăm sóc thú y thêm 13 bước chân mới ra được đường. Trong phòng thú y vẫn còn vài vong của mấy con chó gục xuống một bên. Có lẽ bọn chúng mới chết được vài ngày. Ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài chiếu vào mặt khiến tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng. Không biết bao nhiêu ngày rồi tôi mới được bước ra ngoài. Cảm nhận ánh nắng trên làn da mình như thế nào. Bao kéo chặt khuỷu tay tôi rồi dắt đi. Tôi biết tổng rằng anh ta không sợ tôi bị lạc mà sợ tôi thừa cơ bỏ trốn. Tôi không phản kháng, vẫn ngoan ngoãn đi cùng. Khu chợ nhộn nhịp cách nhà Bao khoảng 300 mét. Từ phòng khám thú y đến chợ phải đi qua 3 tiệm mì và một nhà tang lễ nho nhỏ. Lúc chúng tôi đi qua, một gia đình vừa mang thi hài của người chết đến để chuẩn bị nhập quan. Mắt ai cũng đỏ hoe, khóc lóc không ngừng. Bao kéo tôi đi thật nhanh để qua chỗ đó. Tôi ngoái theo nhìn lại, phát hiện chiếc xe tải chở quan tài cũng không khác nhiều so với xe quan tài ở Việt Nam. Khi đến chợ, Bao dẫn tôi vào một cửa hàng quần áo. Người phụ nữ bán quần áo sờ má tôi, rồi cười nói với Bao. Tôi không để ý lắm, mà quay đầu nhìn xung quanh. Mặc dù chỉ là một khu chợ thị trấn, nhưng quy mô nơi này lớn không kém gì chợ ở ngay cửa khẩu. Tôi chọn một chiếc áo khoác có thật nhiều túi, lại còn có cả túi ở bên trong. Ngoài ra tôi còn chọn thêm một cái quần mới nữa. Tôi không thể không nhận thấy, quần áo Bao mua cho tôi hết gần 100 tệ. Nhưng anh ta lại chỉ dám mua cho mình một cái áo vài chục tệ. Người như anh ta không thể nói là xấu. Chỉ tiếc rằng lòng tôi không ở đây. Khi tôi về đến nơi thì cũng là lúc chiếc xe bus khác lại tới. Tôi ước lượng tần suất thì nhận thấy cứ khoảng 30 phút sẽ có một chuyến xe bus một lần. Thời gian dừng đón khách ít nhất là lúc 9 giờ tối, đông nhất là lúc 19 giờ. Sở dĩ tôi phải quan tâm đến thời gian dừng ở bến, vì nếu trót dại bước lên chuyến xe đông khách, thời gian chờ lâu hơn sẽ khiến cho hành tung của tôi dễ bị bại lộ hơn nhiều lần.
chỉ cần nhà chồng thấy xe bus đang chờ ở điểm dừng, nhất định sẽ đoán ra ngay tôi đang ở trong xe. Vì thế, giải pháp tốt nhất là phải lên được chuyến xe có thể rời điểm dừng ngay lập tức. Xe càng ít người, cơ hội trốn thoát của tôi càng cao. Tối hôm đó, Bao không ngủ ở nhà. Anh ta bận rộn ở dưới phòng khám để phẫu thuật cho một con chó không may bị ruột thừa. Anh đã về nhà từ chập tối. Trước khi ra về, cô ấy còn dặn tôi, nếu như cảm thấy buồn chán quá thì có thể bảo Bao đưa đến nhà cô chơi cho khuây khỏa. Dần dần, tôi sẽ quen với cuộc sống ở đây giống như cô ấy. Tôi ậm ừ không nói gì nhiều, nhưng vẫn gật đầu chào tạm biệt. Gia đình nhà Bao vẫn khóa chặt chiếc cổng sắt trước nhà. Tôi biết rằng họ vẫn chưa tin tưởng tôi hoàn toàn. Ngồi trong phòng mãi cũng chẳng biết làm gì. Tôi bước ra ngoài, gõ cửa phòng đứa em gái. Tôi nghe Oanh gọi con bé này bằng cái tên là Miu Miu. Không biết đó là tên thật hay biệt danh, nhưng tôi vẫn bắt chước gọi. Khoảng 8 giờ tối, con bé vẫn đang học bài trong phòng. Thấy tôi gọi nó ngoài cửa, nó mở cửa cho tôi ngay. Từ hôm qua, khi tôi giúp nó làm bài tập, Miu Miu đã có vẻ thân thiết với tôi hơn nhiều. Phòng ngủ của con bé không có gì đặc biệt, ngoài việc có một chiếc bàn học và giường ngủ màu hồng. Có thể thấy, nó khá được chiều chuộng. Trên bàn Miu Miu còn có một chiếc máy tính để bàn. Tim tôi đập rộn ràng hẳn lên khi nhìn thấy chiếc máy tính. Tôi hít một hơi thật sâu để bản thân tỏ ra bình thường nhất có thể khi ngồi xuống ghế đối diện với máy vi tính của Miu Miu. Con bé vẫn không hề để ý điều gì. Nó lấy bài tập toán ra để nhờ tôi giải. Tôi mỉm cười đồng ý. Vì không hiểu tiếng Trung, cho nên tôi đành lấy một bài tập tương tự, chỉ thay số dữ liệu trong đó để làm mẫu cho con bé xem. Khi tôi ngẩng lên thì nhìn thấy Miu Miu đã ngủ. Tôi khẽ lay nó dậy, nhưng con bé vẫn ngủ say. Thời cơ lúc này đã đến. Tôi vội vàng bước tới cánh cửa phòng, rồi khóa trái bên trong. Tiếp tục sau đó là bật máy tính. Màn hình vụt sáng rồi hiển thị lên. Tim tôi đập rộn ràng khi thấy máy tính của nhà này có nối mạng. Thế nhưng màn hình lại trống trơn, chỉ có vài biểu tượng dày đặc chữ Trung Quốc mà tôi chẳng hiểu gì. Tôi khẽ vỗ vào ngực để bản thân mình thật bình tĩnh. Thế rồi tôi nhớ ra Bao vốn là bác sĩ thú y. Vậy thì theo lẽ thường, ít nhất anh ta cũng phải tìm hiểu về bệnh tình của thú vật trên các diễn đàn y học. Tôi nhấp chuột vào ô tìm kiếm trên máy tính, rồi gõ đại chữ Yahoo. Nào ngờ trên máy tính này quả thực có phần mềm đó. Tôi còn nhớ, thầy giáo mình đã từng nói, Trung Quốc không cho phép người dân sử dụng công cụ tìm kiếm toàn cầu hoặc ứng dụng nhắn tin như ở các quốc gia khác. Họ có ứng dụng của riêng mình. Để có được phần mềm này, chắc rằng Bao đã phải làm thủ thuật gì đó mà Miu Miu cũng không thể phát hiện ra. Tôi run run mở Yahoo, sau đó gõ tên tài khoản và mật khẩu của mình vào. Biểu tượng loading của mạng bắt đầu xoay tròn rồi kết nối. Tim tôi như vỡ òa vì sung sướng. Hàng trăm tin nhắn liên tục hiển thị trước mặt tôi, khiến cho máy tính đơ đơ một lúc. Người thân của tôi, bạn bè của tôi ở Việt Nam gửi tin nhắn để tìm kiếm tôi. Cái Châu có nickname là Châu Nguyễn, gửi cho tôi hàng trăm tin nhắn với nội dung: Linh ơi, mày ở đâu? Về với tao đi. Linh ơi, mày còn sống không? Mong một phép màu sẽ đến với mày. Mấy đứa bạn cùng lớp thì nhắn: Linh ơi, gần 2 tuần rồi kể từ ngày mày bị mất tích, tao và cả lớp đều nhớ mày. Riêng thầy phòng và cô giáo chủ nhiệm của tôi còn nhắn tin gửi cho tất cả mọi người trong hộp thư. Lớp 12A1 của chúng tôi hiện đang mong mỏi tin tức của em Nguyễn Thị Linh. Ai biết được thông tin của em Linh, xin vui lòng cung cấp theo số điện thoại. Mắt tôi như nhòe đi vì tin nhắn của mọi người. Tôi vội vội vàng vàng tìm tới hòm thư của chú Long. Vừa gõ chữ, tôi vừa run run viết: Chú Long ơi, cháu còn sống. Cháu bị bắt đến tiểu khu Phúc Lộc, thị trấn Phúc An, huyện Phúc Long, tỉnh Chiết Giang. Nơi cháu đang ở là một phòng khám thú y của một người tên là Bao. Chú đến tìm cháu. Khi tôi vừa ấn vào nút send, thì cũng là lúc bên ngoài có tiếng đập cửa. Tôi hoảng quá, vội vội vàng vàng tắt máy. Thế nhưng cái máy vi tính này tốc độ xử lý không được nhanh cho lắm.
Thế nên tôi tiện tay rút dây cắm điện ở phía sau nó. Màn hình lập tức tối om. Tôi vội vàng bước ra ngoài để mở cửa. Trước cửa lúc này là bà mẹ của Bao. Bà ta nhìn tôi rồi nhíu mày hỏi một câu tiếng Trung. Tôi nhích ra để cho bà ấy đi vào. Trong phòng lúc này vẫn y hệt như cũ. Máy tính vẫn tối thui. Bài tập toán vẫn để mở trên bàn. Còn Miu Miu thì đang ngủ. Bà ta gọi Miu Miu dậy rồi khẽ phẩy tay đuổi tôi ra ngoài. Tôi lập tức bỏ đi ngay, không nói câu nào. Bước chân tôi cố đi thật nhanh, nhưng trống ngực vẫn đập liên hồi. Khi tôi vừa ra đến cửa thì vô tình ngoái nhìn sang cánh cửa ra vào của căn nhà này. Cửa không khóa, cửa vẫn đang mở toang. Trái đất hệt như đang ngừng lại lúc ấy. Tôi vơ vội con dao gọt hoa quả để chỏng chơ trên bàn ăn, rồi xỏ đôi giày bệt của bà mẹ chồng. Sau đó chạy như bay xuống cửa. Từ chỗ cửa sắt chắn bên ngoài cho tới mặt đường phải đi qua 17 bậc cầu thang, cùng với 13 bước chân khi đi ngang qua tiệm thú y. Tôi vừa bước đến bậc cầu thang cuối cùng thì phát hiện bên trong ô cửa kính phía trước vẫn còn đang sáng đèn. Tôi cố gắng khom người thật thấp để cho Bao không nhìn thấy tôi. Nhưng ngày sau đó, tiếng bà mẹ gào lên rồi xuất hiện ở ngay cầu thang nhìn xuống hành lang nơi tôi đang trốn. Bà ta trợn tròn mắt chỉ vào tôi rồi lao xuống. Miu Miu sững sờ đứng như trời trồng nhìn tôi. Chiếc xe bus trong màn đêm mù mịt xuất hiện ở phía trước. Lúc này tôi chỉ còn hai lựa chọn duy nhất. Một là cắm đầu chạy ào sang bên kia đường rồi trèo lên xe bus. Hai là giả vờ để thoát khỏi lần này. Suy nghĩ ấy chỉ lướt qua đầu tôi trong một tích tắc. Khi tôi chưa kịp đưa ra quyết định của mình thì cánh cửa kính ở phòng khám bật mở. Bao mặc áo phẫu thuật màu xanh bước ra nhìn tôi ngơ ngác. Sắc mặt ngạc nhiên của anh ta bỗng chốc xa sầm lại. Anh ta đã biết rằng tôi có ý định trốn thoát. Ngay lập tức tôi cúi xuống để sửa sang lại chiếc giày đeo vội. Tiếp theo tôi quay lại mỉm cười với mẹ chồng rồi điềm nhiên bước tới cạnh Bao, tỏ vẻ tò mò nhìn ngó vào bên trong. Khu vực bàn mổ của anh ta có một con chó đang nằm. Vòng xung quanh ổ bụng nó là tấm vải màu xanh tiệp với màu áo của Bao. Chết một góc 40 độ, tôi nhìn thấy trên chiếc ghế gần đó có vong hồn của con chó đang sáng trực trong đêm nhìn tôi lạnh lùng. Tôi hiểu ra, con chó mà Bao đang mổ chẳng hề qua khỏi nữa rồi. Tôi khẽ níu tay Bao rồi lầm bầm. Tôi đi tìm anh, muộn rồi, phải đi ngủ thôi. Tôi chắp hai tay vào nhau rồi nghiêng đầu áp lên má. Thấy thái độ của tôi, mẹ con Bao nhìn nhau. Bà mẹ chồng có vẻ chưa tin lắm nên bước xuống cầu thang kéo tôi lên nhà. Lực kéo của bà ta rất mạnh, năm ngón tay có móng dài bấu vào da thịt khiến tôi đau nhói. Bà mẹ chồng kéo sền sệt tôi vào bên trong nhà. Vừa đặt chân đến phòng ngủ, bà ta tát tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã khuỵu xuống. Sau đó xông tới đá tôi tới tấp vào bụng. Toàn thân tôi đau đến mức không thể nào kêu thành tiếng. Nước mắt nước mũi chan hòa, tóc tôi bung ra xõa sượi, nhìn thật thê thảm. Miu Miu chạy ảo đến để can, nhưng bà mẹ để con bé ra ngoài rồi chạy về góc nhà lấy cán chổi đánh tôi thêm một hồi nữa. Cán chổi liên tiếp giáng xuống người tôi, phần lưng của tôi đau đớn đến tê dại. Miu Miu gào lên rồi chạy ra cửa cầu cứu anh trai. Tôi không hề khóc, cũng không hề la hét, càng không hề cầu xin bà ta tha cho mình. Đúng, còn lâu. Tôi sẽ không bao giờ tùy tiện quỳ xuống trước mặt người nào để cầu xin cho mình. Thấy tôi nghiến răng không khóc, bà mẹ chồng càng điên, lại đánh tôi mạnh hơn. Ở bên ngoài, Bao gào lên một tiếng rồi chạy tới, giật lấy cán chổi trong tay bà ta. Bị mất đà, người đàn bà ấy ngã nhào ra đằng sau rồi hét lên tru tréo. Hai anh em Bao và Miu Miu đứng ở giữa. Một bên là tôi bị đánh đến mức tóe máu. Bên còn lại là bà mẹ chồng đang nằm lăn ở dưới đất kêu khóc ầm ĩ. Miu Miu chạy lại đỡ bà mẹ đứng dậy. Riêng Bao thì đứng nhìn tôi chằm chằm. Gương mặt anh ta thoáng qua một cảm xúc phức tạp, nhưng rồi cũng lại gần đỡ tôi dậy. Tôi khó nhọc đứng lên, phần lưng và hai đôi chân đã chảy máu. Khi nãy người đàn bà kia cố tình đánh thật mạnh vào cổ chân của tôi. Tôi đoán rằng bà ta muốn tôi bị thương ở bộ phận này, đặng không cho tôi trốn thoát. Thế nhưng bà ấy không ngờ rằng ở đôi tất tôi mang đi có hai cục tiền ở trong đó, phần nào đã đỡ được cho tôi tổn hại ở mắt cá chân.
thấy người tôi cong xuống vì đau đớn, bao vội vàng ôm choàng lấy tôi để dìu về giường. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người đàn ông ở khoảng cách gần đến thế, tôi đỏ mặt vội vàng đẩy anh ta ra, rồi bước tập tễnh đi thay quần áo. Tôi lấy chiếc áo khoác mới mua hồi sáng rồi mang vào nhà tắm thay đồ. Mặc dù rất đau, nhưng tôi vẫn cố gắng nhét tiền, cây bút bi và một chiếc đũa vào cái túi áo sao cho không bị cộm lên, tránh để người khác chú ý. Việc tiếp theo, tôi thay bộ quần áo đang mặc trên người, tự mình tắm rửa rồi giặt giũ. Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, lại thêm vết thương bị đánh khiến toàn thân tôi như phát sốt. Nước nóng dội đến đâu, tôi cắn răng chịu đau đến đó. Cả đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được. Bào muốn thức để chăm sóc tôi, nhưng tôi lắc đầu từ chối. Cuối cùng, anh ta đành thở dài rồi khóa cửa phòng tôi lại, sau đó đi ra ngoài. Đêm hôm ấy tôi sốt cao. Trong cơn mơ màng, tôi gọi bà nội, gọi bố mẹ tôi nhưng chẳng có ai trả lời. Lúc lơ mơ ngủ, tôi nhìn thấy một người thanh niên đứng ngay cạnh giường tôi. Bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi cảm nhận được hơi lạnh toát. Một bàn tay khác khẽ vuốt lên tóc tôi như mọi lần. Cảm giác quen thuộc này khiến tôi choàng mở mắt. Trong ánh trăng chiếu chênh chết vào phòng, tôi nhìn thấy A Phong đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi ú ớ định nói gì thì A Phong đã ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi hạ giọng thầm thì. Đây là thực hay là mơ? Sao anh có thể xuất hiện ở nơi này? Giọng nói u ám của A Phong vọng lại bên tai tôi. Em gắng lên, không còn lâu nữa đâu. Nhà này có trấn yểm, mãi anh mới vào được. Em cố lên, đừng sợ. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy yên lòng hơn đôi chút. Một tiếng mèo kêu gọi bạn từ trên mái nhà làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi giật mình bật dậy nhìn xung quanh, chẳng thấy người thanh niên có nốt ruồi ở mũi đâu nữa. Chỉ có căn phòng trống trải cùng với ánh trăng lẻ loi chiếu vào. Tôi khẽ thoa thuốc mà bao để lại bên cạnh giường. Ý chí muốn bỏ trốn càng thêm phần sôi sục trong lòng tôi. Mấy ngày sau đó không có gì đặc biệt, tôi chỉ quanh quẩn trong phòng. Thỉnh thoảng Miu Miu lại lạch cạch mở khóa để mang đồ ăn vào cho tôi. Con bé còn giúp tôi bôi thuốc vào những vết thương sau lưng. Riêng bà mẹ chồng thì thỉnh thoảng lại chửi bới oan oan. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm, vì vốn chẳng thể hiểu bà ấy đang nói gì. Thứ sáu hôm đó trời đổ tuyết rất dày. Bao mang về cho tôi một cái vòng trừ tà màu đỏ thẫm như máu. Tôi nghe anh ta diễn giải một lúc thì cũng hiểu câu chuyện. Số là có ông thầy phong thủy đưa con mèo đến chữa bệnh ở phòng khám. Vừa bước chân vào cửa, ông ta đã thấy nhà này âm khí dày đặc. Trong nhà có người dị biệt, điều mà trước đây chưa từng có. Chờ cho Bao khám bệnh cho con mèo xong xuôi, ông ta mới lấy từ trong túi ra chiếc vòng, bảo rằng đeo cho người nào mới tới. Mặc dù là bác sĩ thú y, nhưng Bao cũng bán tín bán nghi, cầm lấy chiếc vòng. Tôi không dám tỏ thái độ gì, chỉ đành đeo chiếc vòng lên tay. Thấy tôi mỉm cười, Bao hơi đỏ mặt rồi lúng túng quay đi. Tôi biết rất rõ người đàn ông này rất thích mình. Thực ra, so với những người chồng của các cô gái bị bán sang nơi đất khách quê người, xem như số phận tôi vẫn quá may mắn. Tôi quyết định sẽ lợi dụng anh ta để tìm cơ hội trốn lần thứ hai. Tối hôm đó, tôi diễn tả cho Bao hiểu rằng tôi muốn đi thăm chị Oanh như đã hẹn. Ban đầu anh ta có vẻ không tán thành lắm, nhưng khi thấy gương mặt tôi buồn thiu, anh ta suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tôi vui mừng, mỉm cười thật tươi. Một lúc sau, Bao đưa cho tôi một chiếc điện thoại để nói chuyện với Oanh. Từ trong điện thoại, tôi nghe thấy Oanh hào hứng nói rằng sẽ đợi chúng tôi sang ăn lẩu. Tôi khẽ gật đầu đồng ý. Ngày mai là thứ bảy. Xe bus vào ngày này đều ít người hơn bình thường, nhất là vào khung giờ chiều. Tối đêm hôm đó, tôi lấy cớ đi vệ sinh, lẻn ra ngoài để tìm một con dao cho vào túi. Con dao gọt hoa quả lần trước tôi ăn trộm, không biết ai đã giấu đi đâu. Tìm tới tìm lui, tôi nhìn thấy một con dao rọc giấy ở trên bàn. Thế là tôi cho luôn vào túi, rồi mang về phòng. Nào ngờ ở trong góc phòng khách lúc này, có một cái bóng trắng
đang đứng thập thò nhìn tôi một cách quái lạ. Tôi định thần nhìn lại cho kỹ thì phát hiện cái bóng trắng ấy không còn nữa. Chỉ thấy ánh trăng rọi qua cửa sổ phòng khách tạo thành một mảng sáng dưới trần nhà. Tôi khẽ nhún vai rồi quay đi. Từ ngày có con mắt âm dương nhìn thấy vong hồn của người đã chết, tôi không còn cảm thấy quá kinh ngạc khi đột nhiên thấy những thứ kỳ quái nữa. Suy cho cùng, người chết cũng hệt như người sống. Chỉ cần không đụng chạm gì tới ai thì sẽ mãi được yên bình. Nghĩ thế cho nên tôi xoay người thật nhanh để đi về phòng. Vừa bước vào cửa phòng, tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng người đen xì ngồi trên giường, hướng mặt song song với ô cửa sổ. Tôi giật mình, đưa hai tay bụm miệng ngăn bản thân hét toáng lên vì hoảng sợ. Người này là ai? Sao lại ngồi đây thế này? Bóng người đen ngòm từ từ quay đầu lại nhìn tôi. Ánh trăng hắt vào cho tôi biết đó là một người đàn ông trung niên. Dưới cảnh tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy gương mặt ông ta sáng rực trong đêm. Giây phút ấy, tôi lặng lẽ ngã khuỵu xuống cửa vì nhận ra đó là cha ruột của Bao, cũng là người mà tôi đã hành lễ tế bái lần trước. Gương mặt dữ tợn của ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. Cánh cửa kính trước giờ vẫn đóng kín đột nhiên bật tung chốt cửa. Gió từ bên ngoài thổi thốc vào, nghe lạnh buốt. Ông ta lặng lẽ bước lại gần tôi. Mùi phọc môn che lẫn với mùi xú uế của tử thi bốc ra nồng nặc, khiến tôi không tài nào chịu nổi. Khoảnh khắc ông ta cúi xuống ghì sát vào mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được mùi hôi thối của thi hài chết đã lâu bốc lên còn nồng nặc hơn lần trước. Dòi bọ từ trong miệng ông ta bắt đầu rơi xuống gương mặt của tôi, khiến một cơn buồn nôn dữ dội từ dạ dày cuộn lên tới cổ họng. Thế rồi mọi thứ tối sầm lại, tôi chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở trên giường. Miu Miu và Bao cùng bà mẹ chồng đứng quây quần bên giường tôi. Họ đang nói chuyện gì đó. Tôi giật mình nhổm dậy nhìn quanh. Cửa sổ trong phòng tôi vẫn đóng nguyên. Chiếc rèm cửa màu đỏ từ hôm đón tôi về đây đang khẽ đung đưa trong gió. Thấy tôi tỉnh dậy, Miu Miu chạy đến nắm tay tôi. Con bé nói một tràng tiếng Trung nhưng tôi chẳng hiểu gì. Bao đứng bên cạnh giường, sau gọng kính cận của anh ta, tôi thấy mắt anh ta thâm quầng lại. Có lẽ đêm qua không ngủ. Riêng bà mẹ chồng thì không có biểu lộ gì đặc biệt, chỉ đứng nhìn tôi. Bao làm vài động tác để diễn tả cho tôi câu hỏi của anh ta. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, đó là muốn hỏi xem hôm qua tôi thấy gì mà lại bất tỉnh ở cửa. Tôi khu chân múa tay một lúc, cuối cùng mọi người cũng hiểu đêm hôm qua bố anh ta trở về. Tôi không hề kể tỉ mỉ chuyện hôm qua đã xảy ra như thế nào, chỉ vờ vịt rằng muốn ra ngoài thắp nhang cho ông ấy mà thôi. Thấy tôi có lòng như vậy, Bao gật đầu ngay mà chẳng hề mảy may suy nghĩ. Gương mặt mẹ anh ta cũng trở nên dịu đi ít nhiều. Tôi nhìn chăm chăm vào bài vị trên ban thờ, trong lòng băn khoăn, không biết có phải đêm qua ông ta hiện về tìm tôi là bởi vì biết được tôi có ý định bỏ trốn khỏi gia đình này không. Người đang có âm mưu làm chuyện kín đáo thường hay giật mình trột dạ. Tôi vội vàng vái lấy vái để vài cái rồi đứng dậy, dục Bao đưa tôi đến nhà chị Oanh như đã hẹn. Để chuẩn bị đi, tôi mặc cái áo khoác lần trước Bao đưa cho. Trong túi áo tôi đã khéo léo chia tiền ra để bỏ vào nhiều ngăn. Ngoài tiền thì tôi còn giữ thêm một sợi dây chuyền có dính tóc của cô bạn bị bọn thằng Ngụy cưỡng bức đến chết, và một lọn tóc cùng vết cắt của cái áo bông của con bé đã chết cạnh tôi trong ngày lần đầu tiên lưu lạc đến đất nước này. Tôi khấn vái hai người ấy trong đầu, mong sao mọi người sống khôn thác thiên phù hộ cho tôi để có thể trở về được quê hương. Chiếc bút bi và cây đũa cùng với con dao rọc giấy hôm qua được ghim ở trong túi áo ngay bên tay phải, khi cần có thể dùng ngay. Chuẩn bị xong xuôi, tôi theo Bao ra khỏi nhà. Bậc cầu thang có 17 bậc. Tôi không thể nào quên được những con số đó. Từ nhà tôi đến nhà Oanh không quá xa, nhưng vì hôm nay có tuyết rơi lác đác nên Bao quyết định sẽ lấy xe chở tôi đến đó. Ngồi trên chiếc xe ô tô có phần cũ kỹ, tôi cố gắng quan sát thật kỹ con đường mà mình đang đi.
đầu tiên sẽ phải đi qua nhà tang lễ, rồi tiếp tục đi qua chợ, sau đó rẽ vào một khúc quanh bên tay phải, đi thêm khoảng một cây số nữa là đến. Mặc dù vẫn được coi là ở thị trấn, nhưng nhà của anh lại mang đậm kiến trúc của nông thôn Trung Quốc ngày xưa. Căn nhà có bức tường gạch đỏ với mái ngói màu xanh, phủ đầy tuyết, nổi bật giữa khoảng không trắng xóa mịt mùng. Trước cửa nhà còn treo thêm hai hàng ngô đã được phơi khô, cùng một hàng thịt hong gió lủng lẳng. Tôi khẽ ngừng lại để ngắm nhìn ngôi nhà trong chốc lát. Nếu như bây giờ không phải rơi vào tình cảnh trớ trêu này, nhất định tôi sẽ cảm thán khung cảnh nên thơ ở nơi này. Vậy mới nói, dù Trung Quốc được xem là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nhưng ở nhiều nơi vẫn giữ nếp sinh hoạt hệt như trước. Thấy tôi ngẩng người ra nhìn, Bao quay lại xòe bàn tay để đỡ tôi bước đi cho khỏi ngã. Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, làm cho tôi cảm thấy rất có lỗi với người thanh niên trước mặt này. Tôi khẽ gật đầu, rồi nắm lấy tay anh ta, coi như đáp lại một chút thịnh tình. Vừa trông thấy chúng tôi đằng xa, anh đã đứng trước cửa vẫy tay, rồi gọi tôi thật lớn. Gương mặt chị ta ửng hồng, tay xoa xoa cái bụng. Nếu chỉ nhìn từ vẻ bên ngoài ấy, chẳng ai có thể nghĩ rằng đó cũng là nạn nhân của tệ nạn buôn bán người. Tôi vừa bước vào cửa, anh đã vội vàng nắm lấy tay tôi rồi hỏi han rất ân cần. Sao, sao, lạnh không? Đi đường lạnh không? Tôi cười rồi nhìn quanh. Trong nhà lúc này có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi cuộn rau thịt. Một người đàn ông cao to nhưng trông quê mùa. Có lẽ đó là chồng và mẹ chồng của anh. Trên chiếc giường lớn đặt cạnh lò sưởi trong nhà, tôi còn nhìn thấy có hai đứa bé sơ sinh nằm ngủ cạnh nhau. Thấy tôi lúng túng, anh kéo tôi đến chỗ mẹ chồng rồi giới thiệu. Ba mẹ chồng có gương mặt tựa tựa như mặt mẹ của Bao, nhưng trông phúc hậu hơn vài phần. Tôi khẽ cúi đầu chào bà ấy. Sau đó, anh chỉ vào chồng mình, rồi dạy tôi chào bằng tiếng Trung. Tôi ấp úng đọc theo, khiến mọi người cười vang. Bao và anh họ ngồi uống rượu trên nhà, còn tôi và anh đi xuống bếp để làm cơm. Căn bếp truyền thống của người Trung cũng có những nét độc đáo rất khác với người Việt. Tôi thấy họ xây một cái lò lớn, rồi đặt một cái chảo sâu lòng xuống. Củi sẽ được luồn vào phía dưới để làm nóng thật nhanh. Tôi giúp anh nhặt rau, chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện. Anh thao thao bất tuyệt, kể rằng cô ấy đã đem chuyện tôi phán lần trước, nói cho mẹ chồng nghe ra sao. Bà cụ giật mình, vì quả thực từ ngày đứa con dâu cả đầu tiên của bà đang mang thai bị tai nạn chết, bà vẫn thường hay thắp hương khấn vái hai người. Chỉ có điều này, bà không hề công khai nói với ai cả. Thế mà tôi chân ướt chân ráo mới được mua về lại biết rành rọt đến thế. Anh cũng nói rằng chị ta cũng nghe chuyện tôi bị mẹ chồng đánh đòn lần trước. Vừa ngồi thái độ phụ, anh vừa lắc đầu chẹp miệng. Tao đã dặn mày rồi mà mày không nghe. Bà mẹ chồng mày từ trước đến giờ nổi tiếng tai quái, đành hanh. Bà ấy thấy mày bỏ đi như thế, tưởng là mày bỏ trốn nên tiếc tiền chứ sao. 3 vạn tệ chứ ít gì. Thấy tôi không nói gì, cũng chẳng có thái độ ra sao, anh lại bảo. Mà cũng tại mày, thằng Bao tốt như thế, chúng mày lại đẹp đôi. Mày chỉ cần đẻ xong là mọi chuyện tốt đẹp. Thế mà cứ cố chấp làm gì. Số tao với số mày còn may đấy. Ít ra có mỗi một chồng. Nhiều đứa con gái bị bán sang bên này, không những phải phục vụ chồng, lại còn phải phục vụ luôn cả bố chồng, anh em trai nhà chồng nữa. Con đẻ ra không biết của ai luôn. Nếu tao mà rơi vào tình cảnh ấy, có khi tao treo cổ chết cho đỡ nhục. Tôi nghe anh kể mà lạnh cả người. Tình cảnh kinh hoàng của những cô dâu bị bán đi như thế, không phải là tôi chưa từng nghe qua. Tôi khẽ hỏi anh. Chị có nhớ nhà không? Nếu không phải vô tình bị bắt sang đây, chị có tình nguyện sống như này không? Những nhát dao của anh đang liên tiếp nện xuống đống thịt băm bỗng chậm dần rồi dừng lại. Tôi không ngẩng lên nhưng vẫn biết chị ta đang nhìn mình. Một lúc sau, anh mới trả lời. Biết làm sao được, số phận rồi. Cũng may là cuộc sống ở đây không đến nỗi nào, ít nhất không bị bán vào nhà thổ. Tôi thở dài, tỏ ý đồng tình, rồi nói một câu không đầu không cuối. Đúng vậy, mùa đông lạnh thế này,
không biết ở nhà bố mẹ mình sống thế nào. Oanh không nói thêm gì nữa. Một phút rồi hai phút trôi qua, tôi thấy chị ta đưa tay quẹt nước mắt vào cái áo phao màu tím nhạt. Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Trưa hôm ấy, chúng tôi quay quần bên nồi lẩu. Món lẩu tứ xuyên cay nồng, ăn trong trời tuyết lạnh rất hợp cảnh. Nhưng tôi thấy không hợp khẩu vị nên chỉ ăn rất ít. Qua lời kể của Oanh, tôi biết chồng chị ấy trước đây vốn làm ruộng, nhưng sau này lên thành phố làm việc, được nhận vào tổ đạo cụ của một đoàn làm phim nhỏ vì vóc dáng khỏe mạnh, lại chăm chỉ thật thà. Cũng chính vì thế mà anh ta quen được người vợ đầu tiên. Nhưng ở với nhau chưa được hơn một năm thì vợ anh ta bị tai nạn chết. Bây giờ, người anh họ ấy không đi kiếm tiền ở trên thành phố nữa, mà chủ yếu làm việc ở nhà. Đằng trong nhà kho cạnh nhà vệ sinh, anh ta vẫn xếp đầy những món đạo cụ ngày trước từng làm, coi như là kỷ niệm. Lúc đang làm cơm, anh nhờ tôi ra ngoài vườn hái cải thảo. Tôi không ngần ngại mà lập tức đi ngay, bởi lẽ bản thân tôi cũng muốn xem xét địa hình quanh nơi này. Khu vườn rau nhà Oanh nằm sát cạnh gian nhà kho. Tôi tò mò đẩy cửa vào để xem, thì thấy bên trong chỉ có vài bức tượng hình thú cùng vài chai lọ hóa chất đựng thứ bột trông vô cùng lạ mắt. Thấy mấy lọ bột, bản tính hiếu kỳ trong đầu tôi trỗi dậy. Tôi tỉ mỉ cầm chúng lên thì phát hiện thứ bột này phát sáng trong nhà kho tối mịt. Tôi khẽ cau mày suy nghĩ. Chồng của anh vốn làm thuê trong tổ đạo cụ, thứ bột này lại phát sáng trong đêm. Nếu ai có hỏi tôi đây là gì thì đáp án gần nhất có lẽ là bột dạ quang. Tôi từng nghe thầy phòng giảng bài về thứ bột được chiết xuất từ phốt pho này có chung nguồn gốc với Edipophin ở trong cơ thể người. Từ đó mà hình thành lên hiện tượng ma trời ở nghĩa địa. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi tiện tay cầm luôn chai bột dạ quang bỏ vào túi. Sau đó ra ngoài hái cải thảo rồi điềm nhiên bước vào trong bếp, coi như không có chuyện gì xảy ra. Người Trung ăn cơm rất lâu, thậm chí họ có thể ngồi nhâm nhi rượu từ sáng tới tối. Hôm nay có tôi và Bao đến chơi, anh họ đặc biệt mang ra một bình rượu Mao Đài đã cất giữ từ lâu. Tôi nghe Oanh nói, thứ rượu này phải được mua tại đúng quê hương của nó là tỉnh Quý Châu. Nhà anh họ vốn dĩ không có quá nhiều tiền để mua. Thế nhưng trước khi từ thành phố về quê, anh ta được ông chủ đoàn phim tặng cho bình rượu nhỏ này. Vì rất đắt đỏ, cho nên chỉ khi nào tiếp khách quý mới dám mang ra dùng. Tôi không muốn ngồi thêm nữa nên đi vào giường để trông hai đứa bé sơ sinh đang nằm ngủ. Hỏi ra mới biết, cả hai đứa nhóc này là con của chị chồng Oanh đang sinh sống ở thôn bên. Hôm nay đem qua nhờ mẹ đẻ trông hộ. Bà mẹ đẻ cao hứng ngồi uống rượu với con cháu còn ca hát vang khắp nhà. Tôi nằm chống tay nhìn hai đứa trẻ con, trong đầu vẫn nghiền ngẫm về kế hoạch bỏ trốn của mình. Theo đúng như kế hoạch, hôm nay tôi sẽ chờ cho đến buổi chiều Bao đưa tôi về nhà. Đến gần chợ, tôi sẽ dừng xe ở đấy vờ mua hàng, rồi nhân lúc chợ đông đúc mà trốn đi. Từ chợ chạy thẳng ra tới bến xe bus chỉ vài trăm mét. Đường phố buổi chiều đông đúc, chẳng có ai buồn để ý đến tôi. Đang mải mê suy nghĩ, tôi ngửi thấy từ bên ngoài có mùi rượu thơm nức bay vào. Ngay cả ở trong này, tôi cũng cảm nhận được hương vị thơm nồng của thứ rượu Mao Đài bay vào. Một lúc sau, tôi nhìn Oanh đã ngủ say từ bao giờ cùng với hai đứa bé. Tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào khi nãy cũng trở nên im bặt. Trực giác mách bảo cho tôi rằng cơ hội bỏ trốn của tôi đã tới nhanh hơn dự tính ban đầu. Tôi rón rén bước đi thật khẽ ra ngoài phòng khách, thì thấy Bao và anh họ đã nằm trên ghế ngáy o o. Còn bà mẹ thì gục xuống bàn, ngủ đến mức không biết trời trăng gì nữa. Tim tôi lúc này như muốn ngừng đập. Tôi nhìn xung quanh thật nhanh rồi nhận ra mình là người duy nhất còn thức trong ngôi nhà này. Không kịp chần chừ lấy một giây, tôi bước thật nhanh ra cửa bếp, đi vòng ra vườn rau, rồi băng qua mặt sân toàn tuyết. Khi đến bên cánh cổng, tôi nín thở, đẩy nhẹ cổng một cái rồi bước ra. Đúng lúc đó có vài người đàn ông vác trên vai một bó than củi thật lớn. Tất cả đều nhìn tôi chằm chằm. Để tránh việc người ta chú ý đến mình, tôi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, bước đi chậm rãi, mắt vẫn không quên liếc nhìn những người kia. Tôi đoán rằng
họ là hàng xóm của gia đình nhà chồng Oanh. Khoảng độ 2 phút sau, mấy người đàn ông rẽ vào một con đường nhỏ, hoàn toàn khuất bóng phía sau một tàn cây tùm, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức tôi học tốc chạy như bay, nhằm thẳng hướng xe bus mà tới. Trời vào lúc giữa trưa nên chẳng có ai buồn ra ngoài. Nếu như có người nào để ý lúc này, hẳn sẽ thấy rất lạ khi nhìn thấy một đứa con gái mặt trắng bệch vì rét đang cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Tuyết dày và xốp ở trên mặt đất như muốn níu chân tôi lại. Vết thương ở những chỗ bà mẹ chồng hôm trước đánh càng thêm phần nhức nhối dưới trời lạnh căm căm. Chân bắt đầu ứa máu, tôi vẫn chạy. Bụng bắt đầu xốc lên đau điếng, tôi vẫn cứ chạy. Gió thổi thốc xoáy vào hai thái dương, đem theo hơi lạnh buốt tận vào trong óc. Tôi vẫn không hề dừng chân. Cố lên, cố lên, nhanh nữa lên Linh ơi, mày làm được mà. Phải chạy thật nhanh để còn về với bà nội. Chạy đi, không được ở đất khách quê người thêm một ngày nào nữa. Tôi tự nhủ với mình như thế. Bất thình lình, tôi vấp vào một hòn đá, thế là ngã sổng xoài xuống đất. Nhưng tôi vẫn cứ chạy. Máu ở mũi tuôn ra vì trời quá lạnh. Tôi khẽ lấy tay quẹt ngang mặt rồi lại chạy tiếp. Tôi cứ chạy mãi, cho đến khi đến được khúc quanh để rẽ về chợ. Nhìn thấy đám người cửu vạn đang bốc dỡ hàng hóa trên con đường vào chợ, tôi mừng phát khóc. Vậy là tôi đã đi được 2/3 đoạn đường. Khi đi ngang qua cổng chợ, tôi nhìn thấy phía trước có một bà cụ già bán một sạp hàng nho nhỏ. Bên trên treo đầy mũ len, găng tay và mấy cái túi đeo chéo qua vai loè loẹt như của trẻ con. Tôi định dừng lại để mua, nhưng lại sợ giờ này Bao và anh họ đã tỉnh dậy nên không dám. Tôi bước thật nhanh về phía trước. Cột mốc tiếp theo của tôi là nhà tang lễ. Lần trước đi chợ cùng với Bao, tôi đã ước lượng từ nhà tang lễ tới nhà tôi chỉ cách khoảng vài trăm mét. Nếu may mắn có thể gặp được chuyến xe bus dừng lại để đón khách, tôi phải dùng hết sức bình sinh để leo thật nhanh lên xe. Thành bại hay không là ở lúc ấy. Nhà tang lễ dần dần hiện ra ở trước mắt tôi. Mới qua giờ trưa mà nơi này đã tấp nập những người mặc áo trắng toát đứng khóc lóc thương tiếc cho người thân của mình. Từ nhà tang lễ, tôi phóng tầm mắt ra nhìn trạm dừng xe bus cách đó khoảng 200 mét. Cũng may là hôm nay tuyết rơi không quá dày, cho nên miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy được. Tấm biển xanh lá cây cùng mái hiên nhỏ xíu đứng im lìm trong tuyết rơi, cho thấy vẫn chưa có chuyến xe bus nào tới nơi. Đúng lúc tôi đang bần thần thì cô bạn bị cưỡng hiếp đến chết ở trạm xe bus bỏ hoang lần nào đột ngột xuất hiện trước mắt tôi. Tôi đờ người, vội vàng giật lùi về sau mấy bước chân. Gương mặt của cô ấy nhợt nhạt, hệt như hồi mới chết. Khi tôi chưa kịp phản ứng thêm điều gì thì đã thấy cô ấy hoảng hốt hất mặt về phía sau. Theo quán tính, tôi quay phắt người lại thì thấy xe ô tô của Bao đang đi chậm chậm, vừa đi vừa quan sát hai bên đường. Tim tôi như muốn vỡ tung thành từng mảnh. Tôi vội vàng bước vào trong nhà tang lễ rồi đi thẳng theo hành lang để tới hậu đài. Nhà tang lễ này có 4 gian chính. Gian đầu tiên là dành để đặt bàn thờ, linh cữu của người quá cố. Gian thứ hai là phòng nghỉ cho người nhà. Gian thứ ba là nơi khâm liệm cho những ai đang được chuẩn bị tổ chức lễ tang ở ngoài kia. Gian cuối cùng có lẽ là phòng đại thể, nơi đặt thi hài những người chết nhưng chưa đến lượt làm lễ tang. Tôi bước đi ngang qua phòng thứ nhất. Bên trong này tấp nập quan khách lẫn người nhà chích khăn trắng, hệt như đám ma ở Việt Nam. Một bà cụ già đứng ngơ ngác trong góc nhà nhìn khắp xung quanh. Vừa nhìn thấy bà ấy, tôi đoán ra ngay đó là người đang nằm trong quan tài. Tôi hòa vào đám đông để bước đi thật nhanh. Sang tới gian phòng thứ hai, tôi nhìn thấy 5-6 người mặc trang phục màu trắng xóa, nhưng trên mặt lại trang điểm hệt như diễn viên hí kịch. Trong đầu tôi cảm thấy rất hoang mang. Con cháu người đã khuất, ai lại làm như thế này? Hình ảnh đó khiến tôi ngờ ngờ đoán rằng rất có thể đám người này là người được thuê về để khóc thuê cho gia đình nhà Hiếu. Tôi không dám nấn ná ở đây lâu. Khi đang định bước sang gian cuối để tìm chỗ trốn thì bỗng nhiên tôi nảy ra một ý. Tôi vờ vội trong góc phòng một bộ trang phục màu trắng toát. Ở đây người nhà có tang vẫn dùng khăn trắng chít lên đầu, nhưng không có khăn che kín mặt hệt như người Việt. Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh một bà lão đang tô tô vẽ vẽ lên mắt bằng phấn sáp màu hồng rực. Thấy bà ta nhìn mình,
tôi nở một nụ cười thân thiện, rồi vô tư cầm lấy một hộp phấn sáp trắng ẩn đã cũ kỹ, sau đó bắt đầu thoa thoa, trát trát lên mặt. Trên bàn lúc này có vô số đồ đạc khác nhau. Tôi nhìn thấy ai đó bỏ quên một chiếc đồng hồ đeo tay nên tiện tay cầm lấy. Vì không muốn mang danh kẻ trộm, cho nên tôi đặt lại chỗ cũ, 20 tệ. Không ai để ý tới tôi lúc này, người ta còn bận khóc lóc, gọi điện thoại, chỉnh trang để chuẩn bị ra ngoài. Chuẩn bị xong xuôi, tôi hòa theo mấy người con cháu trong gia đình đang mặc áo tang trắng xóa. Họ quỳ rạp xuống khóc lóc, tôi cũng làm theo. Để cho tiện việc rời đi khi cần, tôi cố ý chọn vị trí ở gần cửa ra vào nhất. Tôi hành lễ được một lúc thì thấy Bao cùng anh họ bước vào. Gương mặt của Bao đỏ âu, thất thần nhìn xung quanh. Còn gương mặt của anh họ thì lúc này tím lại vì tức giận, chẳng còn vẻ gì hiền lành, vui vẻ như trước nữa. Tôi cố gắng cúi thật sâu để cho hai người kia không nhìn thấy. Anh họ nhìn một lúc không thấy bóng dáng của tôi đâu, định bỏ về thì Bao ra hiệu cho anh ta đi vào phía bên trong. Hai người họ cố gắng chen lấn trong đám đông, bước vào gian sau rồi mất hút. Tôi thở phào một tiếng. May mà lúc nãy tôi lựa chọn không trốn ở nhà đại thể hoặc gian khâm liệm. Bóng của Bao vừa đi khuất, tôi lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Lúc này là 16:59. Chỉ còn một phút nữa thôi là xe bus sẽ tới. Tôi chạy như bay đến trạm dừng. Gió bên ngoài thốc vào, làm cho cái áo tang lễ của tôi bay phần phật đến quái dị. Trong đời tôi chưa lần nào chạy nhanh đến thế. Tôi vừa đặt chân đến trạm thì xe bus cũng chờ tới. Tận mắt nhìn thấy chiếc xe, lại ngửi được mùi xăng phả vào mặt khiến tôi mừng rơi nước mắt. Khoảnh khắc tôi đặt chân lên xe bus, tôi có ngoái lại về phía nhà tang lễ thì thấy Bao cũng vừa bước ra. Tim tôi nhảy thót một cái. Tôi đu người thật nhanh vào bên trong, rồi luống cuống tìm một chỗ gần cửa kính. Xe bus lúc này đã gần kín người. May sao có một cô bé đang đeo tai nghe, bên cạnh còn một ghế trống. Thế là tôi mon men đến lại gần rồi ngồi xuống. Nhìn gương mặt trắng bệch kỳ dị của tôi, cô bé kia có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt rồi quay đi. Có lẽ mùi phấn sáp rẻ tiền của bà cụ ở đám ma làm cho cô bé hơi khó chịu, nên mới rút từ trong túi áo ra một cái khăn giấy rồi đưa lên mũi ghì chặt. Tôi ngỏ ý xin một tờ. Cô bé đưa cho tôi cả bịch. Xe bắt đầu lăn bánh. Tôi cố lau thật kỹ để gương mặt không còn sót lại bất cứ vết phấn nào nữa. Một lúc sau, tôi soi bản thân mình qua ô cửa kính của xe bus rồi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới ý thức được rằng mình đã bỏ trốn được thành công. Tôi nhìn thấy cuốn vở bài tập của cô bé ngồi bên cạnh. Có vẻ như con bé đang học lớp 9. Nó đang đọc một bài khóa luận bằng tiếng Anh. Tôi không quá giỏi ngoại ngữ, nhưng chỉ ít trong trường hợp cấp bách tôi cũng có thể nói được vài câu. Tôi ngỏ ý mượn nó một tờ giấy, rồi thọc ra từ trong túi áo để lấy chiếc bút bi đã theo mình suốt những ngày qua. Trên tờ giấy, tôi viết một câu tiếng Anh, đại ý: em chỉ cho chị đến đồn cảnh sát. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa cho con bé xem. Vừa đọc được dòng chữ tôi ghi trên giấy, nó tháo tai nghe ra rồi nhìn tôi chăm chú. Thú thật, trong lòng tôi lúc ấy đã nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, là cô bé đối diện này cũng có thể là người của bọn bắt cóc. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi nhớ đến cái châu bạn tôi. Lần này tôi thử đặt vận may lớn nhất của mình vào đó, thế nên mới có chuyện tôi cầu cứu như vậy. Con bé đọc xong, nhìn tôi một lát rồi khẽ gật đầu. Lòng tôi trào dâng hệt như có lửa đốt, đến nỗi tôi cảm thấy chiếc xe bus này đi như rùa bò. Xe đi được một đoạn, phụ xe bắt đầu đi thu tiền và kiểm tra thẻ xe bus. Dĩ nhiên, tôi không có thẻ đi xe theo tháng, nên đành lấy tờ 100 tệ trong túi ra định trả. Cô bé bên cạnh nhìn thấy thế vội vàng đánh vào tay tôi một cái, rồi đưa cho tôi một đồng 5 tệ. Lúc đầu tôi không hiểu vì sao lại như thế. Mãi sau này tôi mới biết, nếu đi ra ngoài đường mà đưa tiền mệnh giá quá lớn, rất khiến để cho kẻ gian chú ý. Xem chừng, sống ở một nơi rộng lớn như thế này, một đứa bé lớp 9 cũng cẩn thận và khôn ngoan hơn tôi nhiều lắm. Xe đi qua hai trạm dừng, nhưng con bé vẫn chưa hề bấm nút xin dừng chân. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lo. Xe lướt qua những tiệm bánh bao,
những hàng xiên thịt vỉa hè nghi ngút khói. Nhưng chẳng hề thấy nơi nào là đồn cảnh sát mà tôi đang mong chờ cả. Trời càng tối thì nhiệt độ càng lạnh. Tôi hắt xì liên tục rồi bắt đầu ho khụ khụ. Cô bé bên cạnh nhìn thấy tôi như vậy thì lắc đầu. Nó cúi xuống lục lọi ở trong ba lô, rồi lấy ra một cái mũ len và một đôi găng tay len màu xám. Theo phép lịch sự, tôi khẽ lắc đầu từ chối. Nhưng con bé nhanh tay đội lên trên đầu tôi. Tôi lúng túng vội lấy 100 tệ để cảm ơn nó. Nó nhíu mày rồi gạt đi. Miệng lúng búng nói một câu tiếng Anh, đại ý rằng không cần. Tôi bập bẹ cảm ơn nó bằng tiếng Trung. Con bé nhìn tôi, rồi cả hai cùng bật cười. Mũ len và găng tay làm tôi cảm thấy thật ấm áp. Nhưng có lẽ lòng người còn ấm hơn. Thì ra ở giữa trời đất bao la như thế này, còn có thật nhiều người tốt. Xe vẫn tiếp tục đi. Có lẽ giờ tôi đã cách xa nhà của Bao lắm. Tôi đoán chừng bây giờ gia đình anh ta đang nháo nhào không yên. Họ phát hiện ra tôi đã bỏ trốn, đồng nghĩa với việc 3 vạn tệ của họ cũng đã không cánh mà bay. Không biết rằng gia đình ba người ấy có quay lại thôn Bạch Thủ để bắt vạ lão Kiệm hay không. Tôi chỉ ước sao chính mình có thể ném viên fulminate thủy ngân ấy về phía lão để trả thù thay cho những cô gái đã từng bị lão hại. Lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe bus dừng chân ở một trạm đường vắng vẻ. Tôi khẽ quay sang để hỏi cô bé bên cạnh thì nó chỉ lắc đầu. Tôi không nói gì thêm, khẽ đưa mắt nhìn chăm chăm ra cửa lên xuống. Một tích tắc sau, có hai người bước lên trên xe. Người đàn ông mặc một cái áo măng tô thật dày. Người đàn bà béo tròn mặc một chiếc áo bông màu tím đậm. Ban đầu tôi định quay đi, nhưng rồi tôi nhận ra trên cổ của cả hai người này đều có rất nhiều vong. Từ phần cổ cho đến bả vai của họ mọc ra tua tủa những cái đầu người. Tất cả chúng đều sáng rực lên trong ánh sáng tù mù của bóng đèn xe bus. Tôi ngây người ra để nhìn. Ngoại trừ kẻ gây nghiệt ác nhiều như lão Kiệm, thì kể từ khi có đôi mắt âm dương đến giờ, tôi chưa từng thấy người nào có nhiều vong theo đến vậy. Có khi nào hai người này cũng giống như lão? Người đàn ông và đàn bà nhìn ngó khắp xe bus một lúc, rồi ngồi phịch xuống băng ghế trước tôi. Xe bus phanh gấp để tránh ổ gà. Toàn bộ người trên xe đều theo quán tính nghiêng theo. Thời gian lắc lư chỉ trong khoảng tích tắc, nhưng cũng đủ để cho tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng. Thậm chí còn kinh khủng hơn hẳn việc tôi bị bắt cóc sang Trung Quốc. Đó là trong những cái đầu tù tủa ở phía trên có hai cái đầu của bố mẹ tôi. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta nha các bạn. Trời ơi, tập ngày hôm nay đọc với cứ nơm nớp lo sợ. Trời ơi, cái đoạn mà bà Linh bà chạy xe bus, bà chạy. Trời ơi, đọc mà nhiều cảm xúc lẫn lộn quá, không biết phải tả làm sao luôn á các bạn. Bắp vừa đọc mà bắp vừa kiểu thót tim á. Cứ mong là cho bà chạy thoát đi. Nhưng mà một phần thì vẫn thấy là cũng tội cho anh Bao, bởi vì mẹ của anh Bao thì có ác thiệt, nhưng mà ảnh hiền và ảnh thấy ảnh thương chị Linh thiệt. Giống như là chị Linh nói đi ra chợ mua đồ là anh chỉ mua cho ảnh có mấy chục tệ thôi, mà bỏ ra mấy trăm tệ để mà mua đồ cho Linh á, thì thấy ảnh cũng kiểu dễ thương hiền á. Nhưng mà biết sao được, xui rủi làm sao, bởi vì Linh không thuộc về nơi này, và đặc biệt Linh là người bị bắt cóc mà. Người bị bắt cóc luôn luôn mong muốn quay trở về quê hương của mình, mong muốn quay trở về nhà của mình, chứ không thể nào mà sống yên phận ở đó được. Mà hên sao nhảy lên xe bus ngồi trúng cái con bé đó, thấy nó hiền lúc mà nó đưa khăn len rồi đưa tay bao tay á. Và đặc biệt cái khúc mà Linh thấy Linh đưa tờ 100 tệ ra, cái nó kéo Linh lại rồi nó đưa ra 5 tệ cho Linh trả tiền xe bus á. Trời ơi, thấy con bé nó dễ thương cực kỳ, mặc dù không biết mặt nó sao mà thấy nó dễ thương cực kỳ luôn các bạn. Thì hy vọng nó sẽ là cái cơ hội gì đó để cứu cho Linh. Và hai cái người mà bước lên xe chắc chắn là hai người ngày xưa đã cướp ở nhà của Linh và giết chết ba mẹ của Linh. Thành ra trên người của hai người này quá trời vong luôn. Và Linh đã nhìn thấy hai cái đầu của vong hồn ba mẹ của Linh nữa. Linh nhìn thấy họ thì chắc chắn là họ cũng phải nhìn thấy Linh chứ, đúng không? Thì không biết là giữa linh hồn của ba mẹ của Linh và Linh có tương tác được với nhau hay không. Và Linh đã biết kẻ thù của mình rồi, thì sắp tới nước đi của Linh và những cái dự tính tiếp theo của Linh sẽ như thế nào, thì các bạn hãy quay trở lại vào tuần sau, vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật và thứ 2, thứ 3 với những tập tiếp theo của
Ngủ cùng người chết của tác giả Thảo Trang nha. À, ngày mai và ngày mốt sẽ vẫn là phim Ma Bắp kể. Và Bắp tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.